Kính thưa quý vị và các bạn, đầu tư công đóng vai trò quan trọng bởi là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, hơn nửa chặng đường năm 2021 đã qua, song tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn ở mức thấp. Vì thế phải quyết liệt và khẩn trương hơn nữa trong đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhằm đạt mục tiêu đề ra. Tính đến cuối tháng 7 năm 2021, tổng giá trị giải ngân các nguồn vốn đầu tư công là 773,171 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ và đạt 21% kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao. Có 21 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 25% và 8 dự án chưa thực hiện giải ngân. Đặc biệt, giải ngân nguồn vốn ODA ở mức thấp, chỉ đạt 13% kế hoạch phân bổ. Từ con số cụ thể trên cho thấy là việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ và của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Từ đầu năm, Chính phủ đã ban hành nghị quyết chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 phải đạt từ 95 đến 100% và phần đầu đến hết quý 3 năm nay phải giải ngân tối thiểu 60% kế hoạch. Có nhiều nguyên nhân khách quan để lý giải kết quả giải ngân trên. Nổi cộm nhất là do dịch Covid nó ảnh hưởng đến quá trình thi công, đặc biệt là cái vấn đề đi lại của các doanh nghiệp từ tỉnh này qua tỉnh kia cũng ảnh hưởng. Hơn nữa là các vật liệu nhập về công trình thì nó có nhiều mặt hàng nhập từ châu Âu cũng như các tỉnh khác. Hơn nữa là trong thời gian qua thì các cái vật liệu của tỉnh cũng đang cũng là không đủ cầu. Thưa quý vị và các bạn, ngoài những nguyên nhân khách quan mà các đơn vị đã giải trình thì cần phải thẳng thắn nhìn nhận năng lực để tổ chức thực hiện quản lý dự án cũng như khả năng giải ngân vốn đầu tư công của các sở, ban ngành, địa phương còn hạn chế, thiếu linh hoạt. Những khó khăn do dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, thiên tai có thể xảy ra khó lường, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Trị. Với nguồn vốn đầu tư công còn lại theo kế hoạch giao là trên 2.000 tỷ đồng để giải ngân trong những tháng cuối năm nay là áp lực rất lớn. Trước yêu cầu cấp bách đặt ra đối với tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, bảo toàn kế hoạch vốn trung ương giao, nhiều giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chỉ đạo các ngành và các cấp thực hiện. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 giải ngân 75% kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2021 của các dự án chuyển tiếp. Kiên quyết thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công của các công trình, dự án đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, giải ngân dưới 60% kế hoạch và đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2021, giải ngân dưới 85% kế hoạch đối với vốn ngân sách cân đối theo tiêu chí. Các dự án đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch đối với vốn ngân sách trung ương hỗ trợ. Chủ động điều chuyển vốn của các công trình và dự án chậm được triển khai, vướng thủ tục để bổ sung cho các công trình, dự án có khối lượng, tỷ lệ giải ngân tốt, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Hưng tại hội nghị đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tổ chức mới đây, đó là phát huy cho được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trên tinh thần đúng pháp luật, cái gì có lợi cho tỉnh, có lợi cho dân thì làm. Không đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành và đặc biệt là các chủ đầu tư. Tháo gỡ những vấn đề còn khó khăn, còn tồn tại như vật liệu để san lấp mặt bằng, rồi cái giá cả vật liệu trong đầu tư xây dựng cơ bản. Cùng với đó là những cái thủ tục trình từ hồ sơ về thiết kế cơ bản cũng như là cấp quyết định để chúng ta sớm tập trung để mà thi công, kiên quyết điều chỉnh vốn các dự án đầu tư công mà các chủ đầu tư không giải ngân theo tiến độ hoặc bị chậm tiến độ. Mặt khác là quy trách nhiệm và xem đây là những cái tiêu chí để đánh giá thi đua của các sở ban ngành cũng như các chủ đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, qua các giải pháp quyết liệt trên cho thấy tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh là phải chủ động sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, kiên quyết nói không với việc có vốn không giải ngân hết. Tất cả phải chung sức vì sự phát triển của tỉnh Quảng Trị và lợi ích của nhân dân.
Trong điều kiện nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19, thì việc đẩy nhanh các dự án sử dụng vốn đầu tư công không chỉ là giải pháp quan trọng để thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng, mà còn thúc đẩy hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ phát triển và cả giải quyết tốt bài toán an sinh về việc làm, thu nhập cho người lao động. Một sự kiện bình luận tuần này của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.